anh em chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì như anh em cũng biết thì con Zankuro này, đó đây là con tướng SP là team là hấp huyết, và cũng như đây là con tướng SP mới nhất hiện giờ đó ở bên SNK server QQ đó ở bên server Trung Quốc nha anh em. Rồi ok, thì như tôi đề muốn đặt thì anh em sẽ được chiêm ngưỡng là gameplay full HD của em là Zankuro. Thì theo mình nhận xét tí hồi nữa chúng ta coi xong những cái trận đấu này đi rồi mình sẽ nói tiếp theo cho anh em coi. Rồi thì trước khi mà vào trận đấu thì chúng ta cùng coi cái trợ chiến ở bên đây thử coi có con tướng gì mới anh em. À, trợ chiến lần này là đến từ vị trí của Zero, và con này có tên gì quân bên mất tiêu rồi ta. Trời ơi, đó có con Zero vào trong vị trí trợ chiến đó ta. Con này vào trong trận chiến cũng được, bởi vì đây là tướng UR nhưng mà cũng khá ít người chơi, nhưng mà cái búp của nó cực kỳ là ngon luôn nha anh em. Đó, ok. Trời ơi, ba mươi mấy ngàn kim cương ta không lẽ xài giờ luôn ta. Rồi ok, không có nhiều nữa, mình sẽ tiến vào xem cái trận đấu của con Zankuro. Đấy, full HD cho anh em coi. Đây, mình coi được hai trận, thấy được hai trận. Đó, xong xuôi thì chúng ta sẽ cùng nhận xét về sức mạnh của em Zankuro về những cái trận đấu đó nha anh em. Đây, các này có Zankuro nè, VIP 14. Đây build con Zankuro 3 sao nha, mới lấy 3 sao thôi. Hiện giờ thì chắc chắn là chưa có thức tỉnh vũ khí rồi. Ồ, có bác Tùng nữa nè anh em. Coi coi còn trận nào ở dưới nữa đây. Không, hình như là có một trận ở dưới nữa. Đây anh em. Ai cha, cái trận này, trận này hình như là hòa nè anh em. Hòa nè, VIP 9. VIP 14 đánh lại VIP 9 mà lại hòa nhờ. Coi coi cái trận này thử coi như thế nào anh em. Và chúng ta cùng coi cái sức mạnh của em Zankuro như thế nào. Gameplay full HD luôn nha anh em. Quay cho anh em coi coi đã. Tại bữa là mình chỉ có là cái trận đấu của Zankuro, nhưng mà được chia sẻ nên là nó bị bể hình anh em, nên là nó hơi mờ. Bây giờ cho anh em coi full HD một lần luôn nè. Chà, con Zankuro đâu rồi ta. Cái team bên phải chúng ta là có bác Tùng nè anh em, có Zankuro rồi các thứ nè. Mà hình như là chưa có bỏ vào team nha nè. Chưa vào team, chắc là bỏ ở team 2 rồi. Ta cùng coi thử coi cái team 2 rồi nó có Zankuro hay không. Như là một lần nữa xem lại sức mạnh của Bách Tùng. Đây à, con Bách Tùng này cũng là một con tư chất SP. À, cũng là tư chất SP nhưng là thuộc team Kim Cang bất khuất. Ui, rõ ràng là con Goenico là nó có cái thanh kiếm bắt chéo rồi, tự nhiên nó hồi sinh dậy. Và cái người nó vẫn còn cái hiệu ứng đó anh em, phải đạn thật. Con IOD này chưa thức tỉnh vũ khí rồi anh em. Ông VIP 14 này mình theo mình thấy cũng khá là thọt. Team bên trái chúng ta thì hình như là cũng khá là ok. Không có Gunit anh em. Team bên trái không có Gunit. Team bên phải team VIP 14 nhưng mà là có được Amakusa rồi Goenico và Bách Tùng được các thứ rồi, gọi là khá là cứng team đấy anh em. Bác Tùng trụ trâu ghê cho anh em, thấy cái đam của tất cả tướng nó đều là rớt cực kỳ là nhiều. Nhưng mà riêng bác Tùng là đam nó rớt không bao nhiêu hết nè. Chí mạng luôn kìa. Rớt bác Tùng đợt này rồi anh em ơi. Không chết luôn. Vãi đạn anh em, thấy nó búp cái khiên cho hàng trước không anh em. Bác Tùng này búp khiên cho hàng trước cực kỳ là trâu luôn. Cũng bị choáng đi mấy đứa. Trời ơi. 3 mục tiêu, chán 3 mục tiêu. Đây, bác Tùng hình như là máu tụi nó càng cao là bác Tùng là toán là càng nhiều anh em. Hình như là con Zankuro không có ở cái trong team này rồi anh em ơi. Không có trong team này rồi. Zankuro hình như là nằm ở trong ông này, ông mới vừa là bỏ vào trong team thôi. Nên là nó chưa có, đây là cái trận là ngày hôm kia hình như là chưa có build. Còn cái trận ngày hôm nay là đó, ngày hôm nay là mới có con Zankuro nè. Trận đó nãy là mình có coi đội hình rồi. Cái đội hình mà nếu anh em mà đánh cái đánh đội hình cũ á, nhưng mà anh em thay thế tướng thì nó sẽ là luôn hết tất cả đội hình cho anh em lại luôn, đội hình mới luôn á nha. Nên là sẽ rất là dễ bị nhầm lẫn khi chúng ta coi những cái trận đấu cũ. Goenico. Bác Tùng vẫn là một cái tượng đài nào đó và cũng như là thế lực nào đó cực là ghê gớm anh em. Giờ là hiện giờ là đang đứng tăng cơ kìa. Đợt này bác Tùng là chắc hẹo anh em ơi. Ui con Leona. Vãi đạn anh em, thấy cái pha con Leona siêu kỳ kỹ không?
cái con Amakusa hình như là đầy cay máu luôn anh em, mà nó chặt một phát một lụng nụ quải đạn cơ. Nếu mà mình thấy con Leona và Leona dị nè, rồi con Dulon đi chung với team thì mình thấy là kết thúc trận đấu khá là nhanh em, bởi vì đó là thuộc team ám sát, kết hợp với lại đứa nào là thấp máu là hầu như là auto là chết luôn anh em. Như con Dulon là cái chiến hồn đặc biệt của nó là đứa nào mà thấp máu thì dưới 20% máu là tự động lăn quay ra chết, không có cần là động đam gì hết trơn em, không có cần con Dulon đánh luôn. Ôi đam to nha anh em, hai chục mấy đam một chặt. Rồi có team 2 có không? Ôi team 2 không có, nhưng mà có nem led và ra ra anh em, coi nem led ra cũng được, có leo na gì nữa kìa. À thì sắp tới là ở trên server Việt Nam chúng ta thì sắp có là hồn hạp rồi. Thì theo bậc quý thì là đây là con tướng vào hồn hạp đầu tiên. Đầu tiên vào trong hồn hạp thì chắc là những cái con tướng SSR đời đầu rồi. Chắc là con Airy nộ rồi. đây là tướng cũ chứ không phải là tướng mới nha nè. Nhưng mà vẫn hy vọng là ra con Gonit để mình lấy hồn vũ khí cũng như là build sức mạnh cho team của mình. Em đang canh me con Gonit mà chưa có mở nữa. Đợt rồi thì quay tướng đu boss thì không đu nổi, chủ yếu chúng ta là quay hùng hạp thôi nè. Đây trận đó không có nhưng mà trận này chắc chắn có nè, trận này chắc chắn có nha. Đây trận này chắc chắn có con Zankuro cho anh em coi. Ok, ta cũng có sức mạnh của nó như thế nào, cũng như là bàn một chút về cái chiến hồn đặc biệt của con Zankuro này khi mà về server Việt Nam chúng ta, khỏi bỡ ngỡ nha anh em. Đây chắc chắn có nha, nằm bên phải rồi anh em. Đấy trời ơi, nó có là có mà. Ôi cái con Bách Tùng má, Bách Tùng búp toàn thiên cho là nguyên một team chúng ta luôn kìa anh em. Thấy cái khiên màu trắng trắng luôn anh em, giảm sát thương khá là nhiều luôn á. Chết rồi, Zankuro bị đấm là liệt rồi anh em ơi. Đấy anh em thấy chưa, cái chiến hồn đặc biệt của con Zankuro này thì nó là, anh em cũng thấy rõ rồi, nó sẽ là cộng một lần hồi sinh và sẽ là đầy máu đầy nộ. Đó, đầy máu đầy nộ luôn nha anh em, theo mình thấy đầy máu đầy nộ. Và cũng như là sẽ có là vô địch cộng theo là biến to một phát. Ui mình thấy con Zankuro nó chặt một phát rồi anh em, được búp nổ đó kìa, hai nhát nè. Ôi chơi mà còn xen kẽ nữa, ba nhát nè, bốn nhát nè. Quái giáp của nó kìa anh em, khi mình chơi City kỹ nó tự cộng giáp luôn nha anh em. Ui lại bị, lại được vô địch nữa, vãi đạn cơ. Con Zankuro này nó lại vô địch riết luôn anh em. Rồi, cái chiến hồn đặc biệt của con này ảo thực sự ta. Trời ơi, vãi đạn con Zankuro này, nó to thì thôi luôn anh em. Cái này là do cái chiến hồn đặc biệt của nó nha anh em. Vẫn chưa thấy là vô địch lại. Hồi nãy là tự nhiên con Zankuro này nó tự nhiên nó bật vô địch cho nó luôn anh em, hình như được hai lượt hay sao đấy. Hai lượt vô địch hay sao đấy anh em. Vẫn còn hiệu ứng biến to nha anh em. Biến to là tăng máu, tăng thủ đồ và mũi sát thương đồ các thứ đó. Hiện giờ là em nó vẫn đang có một cái ống máu, ống khiên trắng rất là dày. Còn nó chặt nữa nè anh em, không biết có đủ nộ hay không nữa. Ôi nhìn nó như một cái tượng đài di động. Ôi mấy cùng đấm đã anh em, mấy cùng đấm đã thật sự. Ôi anh em coi nó đứng kìa, nãy giờ luôn, đứng nãy giờ không ai đá động gì nó luôn anh em. Rồi hẹo đi bạn, cho Zankuro đánh miếng coi mấy bạn. Team 2 ra rồi, ba này con Zankuro. Ui không, nãy giờ mình không thấy là nó bị đánh luôn anh em. Đấy bây giờ mới bị siêu kỹ nè. Thấy cái con Zankuro này, cái độ của nó bị trừ hơi bị ghê nè. Không ai đánh nó luôn hả trời? Không lẽ là miễn đòn đánh ta? Phải, miễn đòn đánh thường ta anh em. Coi thử coi coi nó ảo thực sự nha. Nãy giờ mình thấy là nguyên đội hình là không ai đánh nó luôn á. Ok bên kia còn tên nha anh em, bên kia còn tên. Ui, cái cùng đánh kìa. Đây có rồi, có rồi, có con Airy đánh rồi.
Giáp dày ghê anh em ơi, đánh được biết khi nào nó mới chết. Đúng rồi, chơi vô đầu nữa. Cầm lặng ngay. Thử coi nó có hiệu ứng hóa giải hay gì không anh em. Mình thấy nó biến to từ đầu trận tới cuối trận khi mà nó vừa mới là chết đó anh em. Ok, em nó bị câm lặng rồi, khỏi chơi xin được nghỉ rồi. Đúng rồi, phải đánh cho trong đầu nó để test chứ anh em, đúng không? Mày có xin được nghỉ sao? Trời ơi, nó đi với lại con ghi thì hai con này nó búp giáp ảo, đi với lại con Kula nữa búp giáp ảo thì thứ gì chịu nổi trời. Đúng rồi, coi hồi sinh đúng không? Hẹo luôn rồi. Bị con Gonix chơi một phát một, hai phát chứ hẹo luôn rồi anh em. Ồ, bác Tùng ra. Ba này bác Tùng có siêu thì kỹ rồi. Cháy, trời ơi, đam to chứ bộ anh em. Đấy, con Sanguro đó là giống như là một cái tượng đài di động anh em, rất là ghê. Rồi ok, đó là video ngày hôm nay. Anh em nào có ý kiến gì về con Sanguro này và cũng như là gameplay full HD của em nó, điểm hãy comment bên dưới ha. Và cũng như là nhận xét của anh em, sau đây có những cái sự kiện hay và cũng như là những cái gì mới thì mình sẽ review cho anh em coi ha. Rồi ok, cảm ơn rất nhiều nha.